Xin kính chào quý khán thính giả của Hợp Nhất Media. Kính thưa quý vị đang theo dõi Hợp Nhất Media từ Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình Mai Hoa muốn gửi đến quý vị một đề tài rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những vấn đề mà phải nói là sức khỏe của chúng ta. Thường thì sức khỏe chúng ta hay nghĩ đến là thân thể của chúng ta. Chúng ta quan trọng là hay đi check up với bác sĩ gia đình, nhưng mà chúng ta cũng cần, một trong những điều chúng ta cần thiết là về răng miệng của chúng ta. Răng miệng đem lại sức khỏe cho chúng ta về cái việc nhai đó. Nếu mà chúng ta không có một cái hàm răng tốt thì cái vấn đề ăn uống của chúng ta không có được ngon lành, ngon miệng, cũng như là sức khỏe, đem đến một cái sức khỏe tốt. Và thưa quý vị, thì hàng năm thì chúng ta, nếu ai có bảo hiểm về răng miệng thì cũng cần phải đi nha khoa để mà check, cũng như là khám và chữa trị những cái vấn đề răng miệng. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh để được mời một nha sĩ đang làm việc tại thành phố của Houston. Anh đã có nhiều năm làm việc, và ngày hôm nay anh đến để mà chia sẻ chúng ta nhiều hơn về vấn đề nha khoa. Xin quý vị cùng chào đón nha sĩ Chu Văn Cương. Vâng, chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương, xin mến chào chị Mai Hoa và tất cả quý khán thính giả của Hợp Nhất Media. Rất vui được tiếp chuyện với quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, về nha khoa thì chúng ta hay nghĩ là về vấn đề mà sâu răng, cũng như là trám răng hay là chữa răng. Nhưng mà gần đây thì Mai Hoa hay nghe người ta nói nhiều đến vấn đề implant á. Cho những người mà bị sâu răng á, thì nha sĩ Chu Văn Cương có thể chia sẻ nhiều hơn về cái implant. Thì implant là gì? Vâng, thưa chị Mai Hoa và quý khán thính giả, bộ răng của chúng ta rất là quan trọng. Đó, không phải là chỉ để cười cho đẹp, mà nó được dùng để mà mình nhai và đồ ăn nó mới tiêu hóa trong cái cơ thể của chúng ta và đem tới những cái chất dinh dưỡng. Nếu mà quý vị mà thiếu răng đó, bị hư răng, thì quý vị cảm thấy rằng là nó rất là khốn khổ, đúng không quý vị? Đặc biệt là những người nào mà bị mất răng, khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên thì những cái răng của chúng ta đó, trời sinh cho chúng ta có tất cả là 32 cái răng, nhưng mà từ lúc mà nhỏ cho lúc lớn đó, thì có nhiều khi cái răng nó bị hư rồi chúng ta phải nhổ đi, thì chúng ta thiếu những cái răng đó. Và nếu mà chúng ta không thay thế nó đó, thì từ từ những cái răng khác nó phải làm việc nhiều hơn. Đó, quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ chúng ta có 32 cái răng, nếu mà trừ ra 4 cái răng cấm mà nhổ đi thì còn lại 28 cái, mà bị từ từ bị mất răng còn lại 27 cái, 25 cái, rồi từ từ nó ít đi, thì những cái răng khác nó phải làm việc nhiều hơn là những cái răng thường. Thì như vậy đó, thì quý vị sẽ bị hư răng càng nhanh nữa. Thành thử ra ngày hôm nay đó, thì kỹ thuật tân tiến, chúng ta có những cái thay thế cho những cái răng bị hư đó, thì nó gọi là implant. Implant là gì thưa quý vị? Đó là một cái mà nó giống như là một con ốc bằng chất metal, chất titanium, để cấy vào trong cái xương hàm của quý vị, và nó thay thế cho cái chân răng của cái răng bị mất đi. Đó, khi mà chúng ta cấy cái chân răng, cái con ốc đó vào đó, thì một thời gian sau thì chúng ta có thể làm một cái chụp xứ, cái crown để mà gắn lên phía trên. Rồi sau đó đó, thì cái implant đó nó trở thành giống như là một cái răng bình thường của mình. Mình ăn uống rất là thoải mái, thưa chị. Khoa học hay quá ha. Coi như ngày xưa mà khi mà chúng ta mà bị mất răng rồi thì trồng, người ta nói là trồng răng giả, thế là phải bắt cái cầu qua đó, bên này qua bên kia. Vâng. Nhưng mà bây giờ người ta làm cái implant có nghĩa là giống như là làm một cái răng mà nó cấy thẳng vào trong cái xương hàm của mình á, như là một cái răng thật. Về thẩm mỹ thì nó là rất là đẹp rồi. Và ngoài ra thì về cái vấn đề mà sử dụng hàng ngày giống như là răng thật, thì nó có giống y chang giống như là sử dụng răng thật. Vâng, lúc nãy chị Mai Hoa có nói cái cầu răng. Hồi xưa đó, khi mà chúng ta bị súng một cái răng hay là hai cái răng, thì chúng ta có thể làm một cái cầu. Thì cái cầu răng đó là nó đòi hỏi chúng ta phải mài đi hai cái răng hai bên, và chúng ta gắn một cái cầu có 3 cái hoặc 4 cái, nhiều khi tới 6 cái dính chùm với nhau như vậy, thưa quý vị. Thì nó rất là khó để mà chúng ta floss giữ cho sạch, và nhất là những cái chất dơ mà nó đóng dưới cái cầu đó. Thì nếu mà không đi nha sĩ thường xuyên để mà clean ra đó, thì nó sẽ làm cho cái răng, hai cái chân cầu đó nó sẽ bị sâu đi và nó hư. Đó, thì cái implant đó là nó giúp cho chúng ta
thay thế một cái chân, cái răng bị mất, nhưng mà không có, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới hai cái răng hai bên hết đó. Tức là không làm cái cầu nữa mà chỉ làm mất một răng, thì chúng ta cấy cái chân răng, cái implant đó vào trong cái xương hàm, rồi sau đó mình chụp cái sứ, cái crown lên đó, và sau đó thì nó cảm giác giống như là một cái răng bình thường. Quý vị quên đi là quý vị đang có một cái implant trong miệng đó. Hầu như là nếu mà một cái chân, một cái răng mà tự nhiên đó, thì cái implant nó có thể so sánh ít nhất là 90-95% cái răng thường của mình đó. Thì mình đeo, mình ăn uống rất là thoải mái thôi chị. Thì ngày hôm nay thì cái implant đó nó đi vào cái cuộc sống của con người ta đó, thì rất là nhiều, và nhiều người người ta muốn tìm hiểu hơn, người ta cũng muốn trồng một cái răng mà nghe nói implant rồi làm người ta cũng hơi lo sợ là không biết là phải nó như thế nào, mà nghe nói đó là implant là phải là coi như là khoan từ trên cái lợi xuống dưới cái xương hàm của cái bệnh nhân đó. Thì những người nào là có thể mà được bác sĩ phê chuẩn là được quyền có thể được làm implant? Vâng, tức là cái tiêu chuẩn của cái người bệnh nhân đó. Đúng như chị Mai Hoa nói đó, là khi mà làm cái implant đó, là chúng ta phải khoan một cái lỗ ở trong cái xương hàm, rồi mình bắt con ốc vô đó. Nghe thì dữ dội lắm, nhưng mà thực sự ra là khi mà bác sĩ mà đã chích thuốc tê rồi đó, thì làm hầu như là không có bị đau đớn gì cả. Ít có người mà bị đau sau khi làm implant lắm. Và cái con ốc đó nó gắn vào trong cái chân răng của mình, thì nó đòi hỏi là ít nhất là phải 3-4 tháng để cho cái xương hàm của mình đó, cái tế bào xương đó, nó bắt đầu nó mập vào trong cái chân răng đó. Rồi một thời gian sau thì nó lành hẳn, và lúc đó chúng ta mới bỏ cái crown lên được. Thì những bệnh nhân nào mà đủ tiêu chuẩn làm implant thưa chị, đó là những người mà ít nhất cái xương hàm nó phải có cái đủ cái độ dày và cái độ cao. Quý vị cũng thấy đó, khi mình gắn một con ốc vô đúng không? Mình gắn một con ốc vô mà cái xương hàm nó quá mỏng đi, thì con ốc nó không đủ để mà nó gắn vào trong cái xương hàm. Thì nó lòi phía trước, lòi phía sau, lòi phía dưới. Đó thì là nhiều khi gãy luôn xương hàm, thì không, dĩ nhiên là không đủ tiêu chuẩn. Những có những người, nhất là phụ nữ đó, thì khi mà bị mất răng đó, thì xương nó bị teo lại, mỏng dánh à. Đó là lý do tại sao mà những cụ già, những người mà bị mất nhiều răng đó, thì cái miệng nó bị hóm lại, là tại vì mất răng rồi đó, thì nó không còn cái sự kích thích trong cái xương hàm, và nó làm cho cái xương hàm mình càng ngày càng teo lại, nhỏ lại. Và nếu mà mình không làm implant liền đó, thì cái xương nó tới một ngày nào đó đó, nó teo lại quá mỏng đi, và mình không còn đủ tiêu chuẩn để làm. Và những bệnh nhân mà có những cái bệnh mà về tim, hoặc là bệnh tiểu đường nặng đó, những cái bệnh mà nan giải đó, thì cũng không thể làm implant được. Đó là những cái mà tiêu chuẩn ít nhất là như vậy. Còn phải là một người khỏe mạnh, không có lớn tuổi lắm, nhưng mà những người lớn tuổi làm cũng được, nhưng mà cái xác suất mà cái implant nó bị thất bại đó, nó cao hơn. Khi mà chúng tôi đặt một cái implant vào trong cái xương hàm đó, thì thường thường cái xác suất mà nó thành công là 98-99%, nhưng mà những người lớn tuổi thì bắt đầu nó giảm xuống còn 95-90% đó thưa chị. Như vậy thì theo kinh nghiệm của nha sĩ Chu Văn Cương, thì cái lứa tuổi nào là có thể là chuẩn để mà có thể làm implant? Vâng, thường thường thì phải đợi sau 18 tuổi. Là tại vì trước 18 tuổi đó, thì cái người dưới tuổi vị thành niên đó còn đang nằm trong cái tiến trình mà thay đổi, cơ thể vẫn còn phát triển và cái xương hàm nó vẫn còn di chuyển. Khi mà chúng ta đặt cái implant đó vào trong cái xương hàm đó, nó là cố định, nó nằm ở trong cái vị trí đó. Nhưng mà nếu mà cái xương hàm mà nó tiếp tục nó mọc ra, nó bự ra, nó dài ra, thì tự nhiên cái implant hồi đó mình đặt nó nằm cái chỗ này, thì bây giờ nó bị lệch đi, nó không còn đúng nữa. Thành thử ra thường thường là sau 18 tuổi thì mới làm implant. Cũng có nhiều khi làm sớm hơn chút xíu, nhưng mà nếu mà làm sớm quá thì chúng ta bị có cái rủi ro là cái implant nó bị lệch đi. Còn về tuổi lớn đó thì như chúng tôi trình bày, chúng tôi thừa có những bệnh nhân 80+ tuổi làm implant nhưng mà vẫn thành công như thường, nhưng mà cái xác suất nó thất bại thì nó hơi cao hơn những là người trẻ tuổi. Coi như là cỡ tuổi khoảng giống như là tuổi retire đi ha. Vâng. Từ 65 tuổi trở đi đó, thì cái độ xương của con người á nó ngừng phát triển và nó chỉ có giảm đi thôi, chứ nó không có đứng ở một chỗ và nó cao hơn giống như là một người thanh niên bình thường. Và cũng là như chị Mai Hoa biết đó, là khi mà mình lớn tuổi rồi đó, thì cái sự mà
trong cái cơ thể mình đó, nó khi mà mình bị chấn thương hay bị đó, nó rất là lâu thời giờ để mà nó hàn lại những cái sự hư hỏng đó. Thì cái implant cũng vậy, khi mà mình lớn đó, mình gắn vào cái xương hàm của người lớn tuổi thì mình phải đợi lâu hơn và cái xác suất mà nó bị thất bại nó cao hơn. Nhiều khi cái sự chấn thương đó nó không lành được, cái vết thương nó không lành được thì mình phải tháo cái implant đó ra. Mà cái implant đó là cái chất gì mà người ta coi như nó có thể nó ở trong cái cơ thể mình mà có thể nói là vĩnh cửu không? Dạ là... vâng, đó là vĩnh viễn luôn. Cái chất đó là gọi là titanium. Nó rất là phù hợp với lại cái cơ thể con người. Thường thường mà khi mà quý vị thấy những người mà thay cái xương bằng những cái chất metan, hoặc là ngay cả cái sọ mình có thể làm bằng chất metan, thì đó là chất titanium. Thì cái chất titanium thường thường khi mình gắn vào trong cơ thể mình thì cái miễn nhiễm của mình nó ít có khi nó chống lại và từ từ nó quen dần. Nói như vậy không có nghĩa là nó hoàn toàn là miễn nhiễm hết. Cũng có trường hợp nó phản ứng và nó reject cái metan đó, cái titanium đó, là làm cho cái implant nó bị hư đi, thì chúng ta phải tháo ra. Trở lại cái implant hồi nãy nha sĩ Trương Công Cương có nói là khi mà chúng ta đặt cái implant vào thì đầu tiên là mình đặt cái implant trước, rồi sau đó thì chúng ta mới làm cái răng phải không, mới coi như là tiếng Mỹ kêu là cái crown đó, làm phải coi như là phải có cái răng giả để mà để vào để cho nó thẩm mỹ nó đẹp. Thì bao lâu thì mình mới có thể đặt cái, sau khi mình đặt implant rồi thì bao lâu chúng ta mới có thể gắn cái răng? Vâng, thường thường một cái implant nó có ba bộ phận thưa quý vị. Cái implant đó là nó là cái, thật sự là nó là cái chân răng đó. Khi mình nói mình đi làm implant surgery thì nó gọi là cấy chân răng, cái chân răng đó chứ. Rồi sau đó mình để một cái abutment để lên trên để mình đợi một cái thời gian ít nhất là 3 tới 6 tháng để cho cái thời gian đó thì những cái tế bào xương mình đó, nó mọc xung quanh cái chân răng, cái con ốc đó, rồi nó làm cho cái chân răng đó, cái con ốc đó thật là chắc đó. Rồi lúc sau đó mình mới để cái abutment là cái cổ răng, cái thân răng đó, rồi mình để lên trên, rồi mình mới lấy cái khuôn, rồi bắt đầu mình mới làm cái crown là cái chụp sứ đó, mình bọc lên trên. Thì lúc đó là coi như là complete, là hoàn tất cái implant từ đầu tới cuối, thì ít nhất là phải từ 3 cho tới 6 tháng thôi chị. Có nhiều trường hợp á, khi mà vừa mới nhổ răng rồi chúng ta cấy cái implant vô liền thì mình nên đợi lâu hơn chút xíu đó. Nhiều khi mình nhổ ra rồi đó, nó có sẵn cái lỗ và như lỗ răng đó, thì mình cấy cái implant vô liền thì trường hợp đó mình nên đợi lâu hơn chút xíu. Hoặc là cái trường hợp mà mình nhổ răng rồi mình cấy xương, cấy cái xương bột xương đó, thì mình nên đợi ít nhất là 10 tháng tới 12 tháng để cho cái xương mình nó hoàn toàn lành hết, rồi lúc đó mình mới khoan vào cái lỗ, mình cấy cái implant vô, rồi lúc đó mình lại phải đợi thêm 3 tháng nữa, rồi lúc đó mới làm cái chụp sứ, cái crown lên trên. Đúng là khoa học bây giờ quá tiến bộ phải không quý vị? Tại vì Mai Hoa có nghe nói là khi mà làm implant á, cho những người nào mà có cái răng sâu hay cần phải nhổ đi thì bác sĩ nha khoa thường khuyên là làm implant ngay trước khi mà cái lỗ răng mà mới nhổ đi á, nó bị bít lại. Thì như vậy có nghĩa là cái lợi nó chưa có bị teo lại, thì có lẽ là tốt hơn, hay là chờ cái lợi nó teo lại rồi thì khi mình làm thì mình phải đục một cái lỗ khác, thì nó cái răng của mình bỏ vào thì nó không có được đầy cái hàm của mình trở lại như xưa, giống như là hồi mình chưa có nhổ răng. Vâng, cái trường hợp mà cấy cái implant ngay lập tức sau khi cái nhổ răng đó thì nó có tùy trường hợp chứ không phải trường hợp nào mình cũng làm được. Chẳng hạn như là nếu mà răng trước á, thì thường thường nó có một cái chân răng, nó có một cái lỗ. Thì nếu mà cái lỗ đó nó đúng với lại cái hướng của cái implant mà mình cấy vô đó thì mình làm liền được. Nhưng mà nhiều khi cái chân răng nó méo hoặc là nó không đúng thì mình có thể khi mình khoan ngược đi cái lỗ đó, mình khoan chỗ khác, rồi cái chỗ mà cái chân răng đó thì mình cấy xương vô, mình bọc nó lại, mình bịt nó lại đó. Còn những cái răng hàm thì quý vị cũng biết đó, răng hàm dưới thì có hai chân răng, răng hàm trên thì có ba chân răng, thì mình nhổ ra nó có ba cái lỗ, thì bây giờ mình bỏ con ốc nó vô cái lỗ nào? Nếu mà có cái lỗ nào mà đúng cái vị trí mình muốn đó thì mình có thể bỏ vô liền, rồi mình cấy xương vào những cái lỗ khác còn lại, bít lại đó. Nhưng mà nhiều khi ba cái chân răng nó xòe ra như thế này, nhưng mà mình lại muốn đặt cái con ốc nó ngay giữa thì mình không làm được, tại vì nếu mà mình đặt qua những cái lỗ kia thì cái con ốc nó bị méo đi
Đó, thành thử ra quý vị thấy đó là không phải trường hợp nào mà chúng tôi cũng có thể đặt một cái implant ngay sau khi mà nhổ cái răng đó. Nhiều khi phải cấy xương hoặc là đợi cho xương nó lành hoàn toàn hết rồi lúc đó mới làm implant. Cảm ơn nha sĩ Triệu Văn Cường. Nha sĩ Triệu Văn Cường, bữa nay nghe thì Mai Hoa mới hiểu là tại sao mà có những cái răng khi mà nhổ ra thì nha sĩ khuyên là nên làm implant ngay. Có những, không phải là, Mai Hoa cũng biết là không phải nha sĩ nào cũng có thể làm implant. Có những nha sĩ là chỉ chuyên là chữa những cái răng sâu mà thôi. Còn nếu mà làm implant thì phải hình như là phải học thêm một cái lớp nào nữa hả? Dạ đúng rồi. Trước nhất đó thì muốn xác nhận với quý vị đó, implant nó không phải là một cái chuyên ngành của nha khoa. Mai mốt chúng tôi có thời giờ thì sẽ nói về những cái chuyên ngành, nhưng mà về implant đó thì hầu như nha sĩ nào cũng có thể làm được. Cũng có thể làm được. Nhưng mà đúng như chị Mai Hoa nói đó, là ở trong trường đó khi mà học 4 năm về nha khoa tổng quát thì mình trở thành một vị nha sĩ tổng quát. Rồi khi mà ra trường đó thì chúng ta có thể lấy những cái khóa để mà học thêm để biết cách làm. Thì nó mất rất là nhiều thời giờ, không phải là mà học được 1 năm, 2 năm là có thể làm được liền. Thành thử ra, cái người nha sĩ mà làm về implant đó là phải có rất là nhiều kinh nghiệm. Đó, quý vị đi kiếm nha sĩ nào mà làm về implant đó thì ít nhất phải là 5 năm kinh nghiệm thì hãy đi. Đó. Nhưng mà nói tóm lại đó, ở nước Mỹ này thì chỉ có khoảng 25% trở lại nha sĩ tổng quát là có thể làm implant. Nhưng mà ở có những quốc gia trên thế giới đó, quý vị biết chẳng hạn như là bên Nam Hàn đó, thì hầu như là 90-95% nha sĩ tổng quát là làm về implant, là vì trong trường học đó họ muốn cho những người đó, những người nha sĩ tổng quát đó có thể làm được implant để ra giúp cho những người bệnh nhân mà bị thiếu răng. Còn ở Mỹ này hầu như là họ muốn giới hạn những người mà làm về implant, chắc là vì lý do là họ chỉ muốn những người chuyên môn làm về cái implant thôi, chứ còn nha sĩ tổng quát thì tập trung làm về những cái mà nó bình thường như là trám răng hay là nhổ răng bình thường. Đúng rồi, tại vì nhiều khi mình cũng ai cũng đã từng một lần đi nha sĩ và quý vị, không có nhiều thì không có ít thì cũng nhiều, mà không nhiều thì cũng ít, cũng đi vài lần đã từng biết cái tê, cái vuốt của cái thế nào là nhức răng và phải đi lấy gân máu để mà trám, mà trám răng vào cái thời xưa đó, thời trước năm 1975 á, không phải đi một lần là được, đúng không nha sĩ Chu Văn Cương? Coi như là đi lần thứ nhất là khoan, rồi lấy gân máu, lấy một lần chưa xong, lần thứ hai lấy nữa, và có thể đi lần thứ ba lấy cho đến khi nào mà hết gân máu thì mới được trám. Nhưng mà bây giờ khoa học bây giờ tiến bộ rồi, nếu trường hợp như những cái trường hợp như vậy thì họ có thể khuyên bây giờ bệnh nhân có thể nhổ luôn và làm một cái implant. Thì implant là một cái răng implant với vài năm trước thì cũng khá là đắt, nhưng mà bây giờ thì cũng cái giá nó cũng có thể chấp nhận được, tại vì nhiều người làm. Vâng, nói về giá implant thì cũng sẵn nói luôn để cho quý vị biết đó, là trung bình một cái implant thì mình có thể mình trả từ khoảng 2.500 cho tới 3.000 một cái. Cũng có thể một vài nha sĩ khác họ làm giá thấp hơn, nhưng mà nếu mà làm thấp hơn đó thì không biết là cái phẩm chất của cái implant đó nó có tốt hay không. Thì trung bình là 2.500 tới khoảng 3.000 là một cái implant. Có những vùng mà đắt giá hơn đó thì có thể 3.500-4.000 một cái implant. Và cũng tùy theo cái kỹ thuật của cái người nha sĩ đó. Có người nha sĩ đó đặt implant họ chỉ có đoán chừng họ cấy, họ khoan lỗ rồi họ đục lỗ rồi họ cấy cái implant vô. Nhưng mà có nhiều nha sĩ họ đầu tư vô những cái máy như là CT scan, rồi họ làm, họ đo và họ order những cái mà cái khuôn trước để khi mà khoan nó là nó chính xác vô cùng, nó không trật được thì nó tốn tiền hơn, thì họ tính mắc hơn. Thì đó, chẳng hạn như là khi mà quý vị đặt nhiều implant, có thể đặt 5 cái, 10 cái hay là nguyên hàm luôn, nếu mà mình chỉ đoán chừng mình gắn implant vô đó, nhiều khi nó không đúng cái vị trí hoặc là nó hơi bị méo lệch một chút thì làm cho cái răng mình nó không có tốt, không có được thẳng, không được đẹp. Những cái trường hợp đó thì những nha sĩ mà chuyên môn đó là họ phải scan bằng cái máy CT scan, rồi họ design một cái bộ răng trên màn ảnh đầy đủ hết, rồi họ order cái khuôn, rồi từ cái khuôn đó họ bắt đầu mới khoan vô cái hàm, xương hàm của mình, thì nó rất là chỉnh và nó đúng theo cái ý muốn của mình lúc mà mình design cái hàm răng đó. Ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái đề tài implant, nhưng mà sẵn về cái đề tài này, implant thì cũng là về răng luôn. Mai Hoa cũng hỏi qua một tí xíu là có một số người người ta sử dụng, người ta làm coi như là
tiếng Việt Nam đó họ nói là răng sứ. Răng sứ không phải là implant. Làm răng sứ tức là họ mài răng rồi họ bọc lại cho nó đẹp. Thì cái đó nó có tốt giống như là làm implant hay không? Vâng, nói về răng sứ thì thật sự ra nó là cái crown, cái phần mà chụp lên cái implant. Đó, cái implant là như chúng tôi trình bày đó, nó là chỉ là thay cái chân răng thôi. Thay chân răng. Rồi nó có cái thân răng và cái chụp sứ ở lên trên. Thì quý vị có thể thay vì chụp sứ thì như hồi xưa chưa có cái chụp sứ thì chúng quý vị phải làm răng giả, chẳng như là răng bằng vàng hoặc là bằng bạc. Đó, bằng chất metal khác. Đó, hồi xưa quý vị thấy nhiều người mà đeo răng giả hoặc dạ, răng bằng vàng răng đó vàng. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì ít có ai làm răng vàng là tại vì nó không đẹp, và có những cái răng bằng sứ thì nó đẹp hơn và nó tuyệt với cái màu răng của quý vị. Khi mà quý vị mở miệng ra quý vị nói chuyện đó, người ta không biết là quý vị đang có một vài cái răng giả trong miệng, thì nó về thẩm mỹ thì nó đẹp hơn. Thì cái sứ là gì? Đó là cái chất porcelain, nó đắp lên trên, ở trong đó là nó có một cái về chất metal rồi nó đắp lên xung quanh đó, nó làm cho cái răng của mình nó tiệp màu với lại những cái răng khác, nó rất là đẹp. Nó nếu mà những cái vòng lab nào mà làm khéo tay đó thì mình nhìn không hoàn toàn không biết là đang răng đeo răng giả. Nhưng mà nó mấy họ có cảm tưởng là răng sứ nó không có last long, nó có thể lâu ngày nó bị leak nước đó, hoặc là thức ăn nó cũng nhét vào những cái kẽ mà người ta bọc đó, thì nó cũng có những cái hở, những cái phần hở đó là những cái phần mà thức ăn nó dễ bám vào và mình không có thể lấy ra được, thì nó cũng dễ hư nguyên cả cái hàm răng của mình luôn đó. Vâng, thưa quý vị, nếu mà nói về chụp sứ đó thì nó tùy theo cái sự khéo léo của cái phòng lab và cái người technician chuyên viên làm về cái răng đó. Cái người nha sĩ họ chỉ làm về gắn cái implant cho quý vị, rồi họ lấy khuôn rồi gửi tới phòng lab. Thì cái phòng lab đó là cái người technician họ mới làm, cũng giống như mình làm nail vậy. Răng cũng giống như nail lắm. Đó, là đưa vô trong cái người technician đó, là họ ngồi, họ đắp bột, họ cũng có liquid, rồi họ đắp bột lên và họ nắng, sau bắt đầu họ mới bỏ vô, họ nấu nó, đưa lên một cái nhiệt độ thật là cao, mấy ngàn độ để cho nó cứng lại. Đó, thì cái người mà technician mà khéo tay mà hiểu về cái hình dạng của cái răng đó thì họ làm nó giống như một cái răng, và cái chất sứ đó nó rất là trong, nó rất là tự nhiên. Còn những cái phòng lab mà rẻ tiền, những người technician mới ra nghề thì họ làm đó nó nhìn thô kịch. Nó làm cái mặt răng thay vì nó có lồi lõm giống như một cái răng thì họ làm cái mặt phẳng giống như cái mặt bàn vậy. Đó, nhiều khi mình gắn vô rồi cái mình nói ủa sao về mà ăn thịt nhai hoài không đứt, là tại vì cái răng mình nó phẳng như là cái mặt bàn thì làm sao đứt được. Nó phải có gồ ghề, nó có chỗ nhọn, chỗ mờ ở đấy thì mình cắn cái thịt hay là cái đồ ăn đó thì nó mới đứt ra, nó nghiền cái đồ răng ăn đó. Đó, thành thử ra quý vị đó đi nha sĩ, những nha sĩ mà họ tính mắc tiền thì họ thường thường họ dùng những cái phòng lab nó mắc tiền và những người có kinh nghiệm. Còn nếu mà ham rẻ đó, nói chung thì, là tiền nào của nấy, dạ, phải không? Đi ham rẻ thì gửi những phòng lab, và bây giờ đó chị Mai Hoa biết không, là gửi về chẳng những phòng lab như ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, Pakistan đó, họ làm rồi họ gửi trả lại. Thứ nhất là mình phải đợi lâu lắm mới có. Rồi cái thứ hai là những chỗ đó nó làm không có được đẹp, cái màu sứ đó nó đục, như là khi mà có nhiều người mở miệng ra cái thấy màu sứ, nhưng mà sứ gì đâu mà mình nhìn thấy là hoàn toàn là giả. Dạ. Tại vì nó different, nó khác màu với lại cái màu răng thật của mình. Dạ, thành rồi. Thử ra tại vì đâu có làm hết nguyên một hàm đâu mà nó cùng màu. Cái răng thật của mình thì nó màu hơi ngà ngà, còn cái răng mà làm bằng sứ thì ai cũng muốn cho nó trắng một chút. Thành thử hai cái màu cũng là màu trắng vậy, nhưng mà trắng ngà với lại trắng trong nó lại khác nhau. Vâng, nếu mà có dịp nào thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề nha khoa thẩm mỹ cho quý vị nghe. Cái này cũng là một cái đề tài rất là lý thú. Trở lại cái implant thì làm implant nó vĩnh cửu không? Hay là đến một cái thời gian nào là nó bị hư, và làm sao mình biết được là cái implant đó nó bị hư? Vâng, cái implant nó có cái ưu điểm là như thế này quý vị. Quý vị không còn phải sợ bị sâu răng nữa, tự với nó là chất metal. Thành thử ra quý vị mà để cho nó bị dơ hay là gì đó, mình không sợ bị sâu răng giống như là răng thường. Mà nếu mà quý vị để nó dơ đó, thì những cái chất bừa, những chất dơ nó đóng xung quanh đá đó, chất đá nó đóng xung quanh cái implant, thì nó làm cho cái xương bọc xung quanh và cái nướu đó nó bị tuột xuống. Từ vì cái chất dơ đó là những cái đồ ăn cho vi trùng, và vi trùng nó ăn rồi nó thải ra cái gì? Nó thải ra chất axit. Và cái chất axit nó làm cho cái xương mình nó bị nhiễm trùng, rồi nó sưng tấy lên, nó chảy máu, nó mọc mủ.
đó, và nó từ từ cái xương nó tụt xuống thì cái implant bắt đầu nó trồi lên, nó bị hở. Đó, và càng hở thì cái chất dơ nó càng dễ đóng và càng làm cho cái xương tụt xuống nữa, thì từ từ cái implant nó sẽ bị rớt ra, nó lỏng đi và chúng ta có thể rút ra được. Đó, thành thử ra thật sự nếu mà quý vị giữ răng sạch đó, là vẫn đánh răng bình thường, vẫn floss như là những cái răng thiệt, thì cái implant đó nó hoàn toàn là vĩnh cửu và nó có thể tồn tại 3, 4, 50 năm. Khi cái implant đó mà gắn vào thì coi như là khi mà mình ăn lạnh hoặc là mình ăn nóng thì ngay cái răng đó nó không có cảm giác gì hết, tại vì nó không phải là thật. Nó không phải là đi thẳng vào trong cái đường gân dây thần kinh. Đúng như vậy chị Mai Hoa, là không có gì mà tốt bằng cái răng thật của mình hết. Đúng rồi. Nhưng mà implant thì là nó so sánh như nãy chúng tôi có nói đó, là nó có thể là 95 hoặc là 98% so sánh với lại cái răng thật của quý vị. Thì nó cuốn vãn những cái răng. Nhưng mà không thể nào bằng cái răng thật của mình. Răng thật mình là trời xanh cho cái răng thật của mình đó, nó có nhiều cái bộ phận mà mai mốt chúng tôi sẽ nói thêm, là nó tạo cho mình có cái cảm giác. Nếu còn cái răng implant thì nó không còn cảm giác nữa. Nói tóm lại là làm implant là một cái phương pháp tốt nhất để mà chữa cho răng sâu, răng hư mà quý vị, và nhất là về vấn đề thẩm mỹ đó. Nếu quý vị, nếu chúng ta không có một cái nụ cười đẹp, chúng ta không có một cái hàm răng đẹp. Hàm răng đẹp là gì? Là hàm răng cười, có cười làm đẹp cho cái bộ mặt của chúng ta, và chúng ta ăn nhai cảm thấy cảm giác là ngon, và coi như là vấn đề tiêu hóa của chúng ta sẽ được tốt hơn so với là những cái bộ răng mà chúng ta phải để mà nó hư mà chúng ta không có thể nào, không có cách nào để mà chữa trị nó, thì cái đó nó không có đem lại sức khỏe tốt cho con người. Dạ, đúng như vậy thưa chị Mai Hoa. Quý vị mà mất nhiều răng đó, quý vị sẽ thấy bắt đầu cái sức khỏe của quý vị nó bị ảnh hưởng. Quý vị ăn uống đó không còn cảm giác là thoải mái và enjoy những cái đồ ăn của mình nữa. Chẳng hạn như là khi mà đi ra nhà hàng ăn đó, quý vị đeo những cái hàm răng giả quý vị tháo ra tháo vô đó, thì nó chỉ được 30% thôi. Implant thì là 90-95%, còn cái hàm răng giả nó chỉ được 30% so sánh với lại cái răng tự nhiên của quý vị. Thì quý vị ăn một miếng thịt steak vô, nó không còn cái cảm giác mà ngon như là mình răng thật của mình nữa. Say ra. Dạ, đó thì quý vị thấy đó, và những người đó thường họ phải cắt thịt nhỏ, miếng thịt thiệt nhỏ họ nhai đó, thì nó làm mất đi cái thú vị của mình. Thành thử ra nếu mà được, quý vị nên đầu tư vào những cái implant để mà nó giúp cho mình có một cái cuộc sống thoải mái và tự tin. Khi cười ha, cười lúc nào cũng cảm thấy là mình đẹp hơn, vì cái bộ răng, người ta nói là gì, răng với tóc là tóc con người đó, cái đó là cũng là rất là ông bà ta nói cái câu này không có ngoa. Dạ đúng vậy. Răng với tóc là gốc con người. Mình nghĩ là răng không quan trọng nhưng mà nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Dạ vâng. Rồi nha sĩ Chu Văn Cương có điều gì muốn chia sẻ về implant trong ngày hôm nay không? Dạ vâng thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì với những cái kỹ thuật tân tiến, quý vị tới để mà tham khảo về một cái implant đó mà quý vị bị mất một hoặc nhiều cái răng trong miệng đó, thì chúng tôi có thể giúp cho quý vị tư vấn về những cái răng về implant. Implant nó không có đau đớn và nó cũng không có cực khổ giống như là cái cầu răng đâu thưa quý vị. Nhiều quý vị đã có kinh nghiệm làm cầu răng đó, implant nó mất chừng khoảng nửa tiếng nó làm thôi một cái răng đó. Còn làm cái cầu răng nhiều khi đó cái người nha sĩ phải cắt những cái răng xung quanh của quý vị, nhiều khi mất cả 2 tiếng đồng hồ, rồi quý vị phải đeo cái bộ răng giả, rồi đợi phòng lab làm xong cái cầu răng đó rồi gửi về, rồi quý vị trở lại để mà gắn vô, nó rất là nhiều khê. Và vì phải cắt hai cái răng hai bên là cái chân cầu đó, nó làm cho hai cái răng hai bên đang tự nhiên đang tốt lành tự nhiên bị cắt đi, rồi mai mốt hai cái răng nó yếu đi rồi nó cũng hư đó. Một cái cầu răng có thể tồn tại được 25-30 năm, nhưng mà thực tế ra đó nó chỉ tồn tại có khoảng chừng 5-7 năm thôi, từ vì mình không có floss ở dưới, rồi nó đóng những chất dơ, rồi hai cái chân cầu nó bị sâu đi và nó bị hư đi. Thành thử ra khi mà mất một cái răng đó, chúng ta làm implant là chúng ta không đụng tới hai cái răng hai bên, nó rất là tiện. Và cái quan trọng nhất là gì, khi mà cấy một cái implant vô rồi đó thì cái xương của quý vị đó nó không còn teo lại nữa. Nếu mà quý vị để không vậy đó, là hay là căng gắn cái cầu răng, thì cầu răng cái ở giữa nó vẫn là trống, thì cái xương từ người nó cứ teo, và nó teo nhiều quá đó thì nó bị hở và chất dơ nó càng ngày càng đóng vô, và cái miệng quý vị nó càng ngày càng bị hóm đi.
thì là implant nó có rất là nhiều cái điều bổ ích mà quý vị nên đầu tư nếu mà quý vị bị thiếu răng. Câu hỏi cuối cùng tức là mỗi một cái răng thì mình phải làm một cái implant, hay là mình thí dụ như mình thí dụ nha, mình bị mất ba cái răng, vâng, mình có thể làm hai cái implant được không? Rồi cái răng này chính giữa thì mình để cho nó bợ, cũng là một cái cầu, cũng là một cái cầu răng. Dạ được thưa quý vị, quý vị có thể chẳng hạn như là mất 3 hoặc 4 cái răng đó để người ta tiết kiệm tiền đó. Đúng rồi, thì thay vì quý vị nếu mà có quý vị có khả năng tài chính thì quý vị làm riêng mỗi một cái gì là riêng một cái implant. Nhưng mà nếu không đó thì quý vị có thể gắn hai cái chân cầu implant, rồi chúng ta bắt một cái cầu 4 cái crown hoặc là 3 cái crown đó nó dính chùm với nhau thì cho nó đỡ tốn tiền một cái implant. Nhưng mà như chúng tôi trình bày đó, khi mà gắn cái cầu đó thì mình khó giữ ở dưới nó sạch lắm. Mình không có xỉa răng hoặc là mình không không có xỉa đánh răng bằng cái floss đó cho mỗi một cái răng riêng. Đúng rồi, vì vậy thành thử là chất dơ nó hay đóng ở dưới cái chân cầu, rồi nó làm cho cái răng cái điều tốt nhất là cứ mỗi một cái răng là phải nên làm một cái implant riêng để cho nó có cái kẽ hở, là quý vị có thể mà xỉa răng hoặc quý vị có thể dùng cái floss á, dùng cái sợi dây á, quý vị đánh nó thì nó sạch sẽ hơn. Và nếu mà chẳng hạn như một cái răng mà hư thì mình chỉ có sửa lại cái răng đó thôi. Cái cầu đó một cái hư thôi là phải tháo ba cái ra để mình làm lại hết. Tại vì Mai Hoa thấy là cũng có nhiều nơi á, nhất là Việt Nam, họ cứ hay quảng cáo là làm implant giá rẻ nguyên hàm, nhưng mà Mai Hoa nghĩ là họ có thể họ chỉ bắt ít cái cầu thôi, mấy cái chân răng đó, rồi mấy cái implant đó, rồi họ làm cầu răng, thành ra nhìn thì nó đẹp, thế nó cũng mỹ thuật, nó cũng đẹp, nhưng mà cái người làm người ta không có biết được là thế nào là implant từng cầu từng cái. Về cái vấn đề mà làm răng ở Việt Nam đó thì mai mốt chúng ta sẽ có một cái đề tài riêng về cái đó, nhưng mà theo kinh nghiệm chúng tôi thấy đó, làm implant nó là một cái tiến trình dài. Yeah. Mà quý vị không thể nào làm implant ngày hôm nay rồi cái 6 tháng sau quý vị bay về Việt Nam làm cái chụp xứ chẳng hạn. Đó, mà thành thử ra ở Việt Nam đó, họ cố gắng họ làm cho nhanh cho xong. Đó, để mà không phải trở lại. Thì như chúng tôi trình bày lúc đầu đó, gắn một cái implant vô thì phải đợi cho thời gian để cho cái xương nó lành đã. Mà quý vị vội vã gắn cái chụp xứ lên đó, nó chưa có lành mà quý vị gắn cái chụp xứ lên mà quý vị nhai đó, là cái implant nó bị sụp xịt, nó bị nhúc nhích thì nó là bị dễ bị hư lắm. Đó, thành thử ra với lại không phải lúc nào cũng là mọi chuyện tốt lành hết, nó có bị trục trặc thì phải trở lại để nha sĩ tái khám và chữa. Còn nếu mà làm ở Việt Nam thì bây giờ làm sao chữa đây, có vấn đề gì, và cái loại implant của Việt Nam xài đó mình cũng không hiểu nó là cái nó có tốt hay không. Còn ở Mỹ thì nó bảo đảm những cái implant đó, cái chất titanium đó nó không phải là chất titanium thường đâu, mà nó qua một cái tiến trình rất là khoa học, nó làm cái trên cái mặt của cái implant đó để mà xương nó dễ bám vô. Thì Việt Nam mình không biết là sử dụng cái loại nào đó, thành thử ra quý vị về Việt Nam thì cũng rất là cẩn thận. Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Chu Văn Cương rất là nhiều trong cái đề tài về răng ngày hôm nay, cho chúng ta rất là nhiều những cái thông tin hữu ích. Và Mai Hoa hy vọng rằng lần tới nha sĩ Chu Văn Cương sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều hơn nữa về vấn đề răng miệng. Đó là vấn đề mà sức khỏe mà chúng ta, mỗi người chúng ta cần biết trong cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa cảm ơn nha sĩ Chu Văn Cương. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã đến với chúng tôi trong chương trình Thế Giới và Nha Khoa. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một lần tới. Xin thân ái chào tạm biệt.